Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, được diễn ra vào 7 giờ 45 phút sáng ngày 7 tháng 5 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đây là sự kiện chính thức và quan trọng nhất trong chuỗi các sự kiện hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ do Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức. Tham dự sự kiện có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố và đại diện tỉnh Điện Biên khoảng 900 đại biểu, đồng thời 270 đại biểu quốc tế, phóng viên báo chí nước ngoài đến dự sự kiện này. Chương trình buổi lễ gồm các hoạt động, nghi lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc diễn văn kỷ niệm, phát biểu của đại diện chiến sĩ Điện Biên, phát biểu của đại diện thế hệ trẻ, nghi lễ trao huân chương độc lập hạng nhất cho tỉnh Điện Biên. Sau lễ meeting tại sân vận động tỉnh Điện Biên sẽ là lễ diễu binh, diễu hành với sự tham gia của khoảng 12.000 người, gồm tất cả lực lượng của quân đội, dân quân tự vệ và công an, các ban ngành, đoàn thể xã hội. Chương trình lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu bằng 24 loạt pháo trên nền quốc thiều nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau đó là phần trình diễn của 9 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua lễ đài. Lễ diễu binh, diễu hành là điểm nhấn quan trọng của lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 2024 nhằm biểu dương lực lượng, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ.